Ok thầy, mình đội nón ở phía trước thì mà không thấy. Ok, bây giờ gần tới trung thu rồi cho nên mình đánh bảng nha, nửa vầng trăng của Nhất Trung, điệu disco nha. Hãy subscribe cho kênh Truong.
Thank you. Cảm ơn. Chủ nhật vui vẻ. Ăn trung thu nhớ gửi bánh cho Châu ha. Tại vì mình không có bánh gì hết trơn. Ăn bánh cũ năm ngoái đi đi Costco mua, nhưng mà không biết là bánh cũ anh mới năm ngoái bị đau bụng. Thank you.